chào các bạn ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả các bạn một cái lỗi trên cái menu chuột phải của cái Windows 10. Thì cái lỗi này khi mà chúng ta lít chuột phải đó, thì cái menu nó sẽ hiện ở bên bên trái. Đó, đúng ra là hiện bên phải, nhưng mà bây giờ khi mà lít chuột phải này bên trái thì mình sẽ sửa như thế nào. Bình thường thì mình lít bên chuột phải thì nó hiện bên bên phải là hợp lý nè. Nhưng mà chúng ta lít chuột phải thì nó hiện bên 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 trái ha. Thì mình sẽ chỉnh như thế nào. Rồi, chúng ta có hai bước. Bước 1 thì chúng ta bấm nhấn cái tổ hợp phím là Windows cộng với R. Rồi chúng ta copy cái dòng dưới này nè ha. Từ cái chữ cell nè, đến hết cái chữ dấu mặt này luôn. Rồi chúng ta dán vào, chúng ta Enter. Khi mà nhấn tổ hợp phím Windows cộng với R, nó ra cái giao diện thế này. Chúng ta copy cái dòng hồi nãy chúng ta dán vào đây. Rồi nhấn OK. Thì sau khi nhấn OK, chúng ta chuyển qua bước 2. Thì một cửa sổ mới nó sẽ hiện lên. Rồi các bạn chọn cái mục Order. Rồi chúng ta tiếp tục chọn cái dòng là Left Hander. Sau đó chúng ta chọn Apply và rồi OK. Rồi đây là cửa sổ mà sau khi chúng ta nhấn cái tổ hợp phím Windows cộng với R đó, chúng ta dán cái dòng hồi nãy vào thì nó ra cái cửa sổ thế này. Mình chọn Order nè, mình chọn cái dòng là Left Hander. Sau đó các bạn nhấn cái Apply và cuối cùng nhấn OK. Thì đó là các cái bước mà chúng ta giải quyết cái việc lỗi cái menu chuột đó. Thì nếu mà khi mà thực hiện hai bước rồi mà chúng ta thấy là nó chưa có đạt kết quả như mong muốn, thì các bạn có thể restart cái máy tính của mình lại nha, xem cái nó như thế nào. Rồi, cái phần chia sẻ nội dung chỉnh sửa con chuột nó bị lỗi cái chỗ là menu chuột phải chuột trái đó, thì đến đây là hết ha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo.